cha mẹ chở con tham gia giao thông nhưng lại không đội mũ bảo hiểm cho con. Để tuyên truyền với các bậc phụ huynh, ngày hôm nay đội thi trường tiểu học Hoàng Văn Thụ chúng em đã vẽ bức tranh hãy đội mũ bảo hiểm cho con. Bức tranh vẽ hình ảnh mẹ chở con bằng chiếc xe máy, đầu đội hai chiếc mũ bảo hiểm xinh xinh. Cả người bậc mẹ và con đều bừng lên niềm vui và hạnh phúc đầu ngày. Phía trên có hai quả bóng thể hiện cho tình yêu và trách nhiệm của cha mẹ. Đúng vậy, hãy đội mũ bảo hiểm cho con không còn là trách nhiệm mà còn là tình yêu của cha mẹ dành cho con để bảo vệ con. Em xin được chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ về chiếc mũ bảo hiểm đã theo em đến tận bây giờ. Từ hôm ấy, mẹ đội chiếc mũ bảo hiểm cho em. Vừa cài chiếc quai, mẹ vừa bảo mẹ tặng con một vệ sĩ nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng bạn ấy chứng tỏ rằng mình làm được rất nhiều điều quan trọng. Ngày hôm ấy, ngồi trên xe của mẹ, mình cảm thấy an toàn đến lạ. Xuất phát đường đi, mẹ vui vẻ bảo đội mũ bảo hiểm là cách mà chúng ta thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông. Nếu cả nước ta đều có chút ý thức như vậy thì tai nạn giao thông đáng tiếc sẽ được đẩy lùi. Và thế là từ ấy chiếc mũ bảo hiểm đã theo em đến tận bây giờ. Và thật là thú vị, ngày hôm ấy tiết sinh hoạt dưới cầu trường, các cô chú công ty Honda đã đến tặng những chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1. Vậy là đã có rất nhiều những vệ sĩ nhỏ để bảo vệ chúng mình rồi. Cảm ơn rất nhiều những vệ sĩ nhỏ. Các bạn hãy nhớ nhắc bố mẹ của chúng mình đội mũ bảo hiểm